chắc anh chị tới tiệm The Hot Mug Ice Cream thì tuần sau là em sẽ đổi tên tiệm chính thức là Em Sài Gòn, đó là cái địa chỉ 10839 Bellevue Boulevard, Houston, Texas 77042, ngay góc đường Wilcrest and Bellevue, kế bên khu Kim Sơn. Thì thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ tối là mình sẽ có chương trình ca nhạc, nhạc sống thì ông vui như vậy đây. Yeah. Ok chị. Chị tới nha. Hello cả nhà, hôm nay Toàn cùng với anh bạn mới vừa đi làm về. Thì hôm nay thì Toàn được biết chỗ quán Em Sài Gòn có một món mới ngày hôm nay. Đó là món bò né. Thì món này thì Toàn thấy nhiều quán đã có rồi, nhưng điều ngày hôm nay ở quán Em Sài Gòn lần đầu tiên mới có. Thì Toàn muốn mời anh bạn đến đây cùng thưởng thức món bò né. Thì những cái món ở quán Em Sài Gòn thì Toàn đã thưởng thức rất là nhiều, như bánh xèo, bánh khọt, hay là xôi, thì hay là bánh mì que, nói chung rất là ngon nha cả nhà. Thì hôm nay bò né lại được bán ở quán Em Sài Gòn. Thì bây giờ Toàn mời cả nhà cùng với Toàn đi đến quán Em Sài Gòn mình thưởng thức bò né nha cả nhà. Đó thì cả nhà, bây giờ hai anh em Toàn hôm nay vào cuối tuần đi tới quán Em Sài Gòn. Đó, đây là cái khung cảnh ở bên ngoài cho cả nhà xem nha. Thì cái chữ Hot Pot Ice Cream này mai mốt sẽ đổi lại là thành Em Sài Gòn nha cả nhà. Đó, thì giờ mở cửa ở đây á từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối thứ hai tới thứ năm, còn thứ sáu tới chủ nhật là 10 giờ sáng tới 11 giờ tối nha cả nhà. Thì ở đây á mở 7 ngày một tuần, thì 3 ngày cuối tuần là thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật có hát cho nhau nghe vào lúc 7 giờ tối tới 11 giờ tối nha cả nhà. Đó, đây là một cái địa điểm rất là lý tưởng khi anh em tới đây. Đó, đây là cái khung cảnh mà Toàn tới sớm một chút, khoảng 6 giờ chiều. Đó, thì cả nhà đương thấy, Toàn quay chút xíu ở ngoài này thì cả nhà đương thấy đây là những cái bàn ghế mà để một hồi anh chị em có thể ngồi ngoài này, có thể mua vài ly nước mát, kem hay là những cái đồ ăn gì đó ngồi ngoài này. Đồng thời sẽ có One Man Band tới đây để hát cho nhau nghe. Thì cả nhà đương thấy ngoài này rất là lý tưởng nha cả nhà. Thì cái này còn hơi sớm, chưa có cả nhà, chút xíu khoảng chừng một tiếng mấy nữa mới có. Thì còn quay một chút xíu ở đây. Thì cả nhà đương thấy trên con đường mà cả nhà đương thấy xe chạy đó là con đường Bellevue nha cả nhà. Đó, và cái góc đằng kia là cả nhà đương thấy đó là đường Wilcrest cắt ngang đường Bellevue. Đó, thì ngay cái góc này cả nhà tới là sẽ thấy quán Em Sài Gòn. Đó, thì một hồi qua Men Ben sẽ ngồi vị trí này. Đó, còn tất cả anh chị em khi tới vào buổi tối thì ngồi vòng vòng ngồi những cái bàn này nha cả nhà. Đó, đồng thời những chiếc xe ở parking lot này có thể giờ đi, và những cái bàn đậu ở đây nha cả nhà.
những cái bàn sẽ để ở đây cho cả nhà xem. Đó, thì một hồi cả nhà sẽ thấy những cái bàn kinh ló ở đây, sẽ để bàn nhiều ở ngoài này để cho anh chị em rồi kia tới đây ngồi ăn uống rồi hát cho nhau nghe nha cả nhà. Thì bây giờ Toàn cùng với anh bạn sẽ vào trong này để thưởng thức món bò né. Đó, thì Toàn được biết quán bò né ngày hôm nay là đầu tiên có mặt ở quán Em Sài Gòn nha cả nhà. Đó, thì cả nhà bây giờ Toàn vô cái Em Sài Gòn, đó là tên quán, và đây là cái khung cảnh ở bên trong quán nha cả nhà. Đó, Toàn quay chút xíu cho cả nhà xem khung cảnh ở bên trong quán như thế nào. Trong lúc chờ đợi Toàn quay cái menu ở quán Em Sài Gòn cho cả nhà xem nha. Đây, đây là cái menu đồ ăn ở quán Em Sài Gòn đây. Ok, thì một hồi Toàn sẽ vào gặp chị chủ, đó là chị Vân. Chị Vân, chị sẽ cho cả nhà biết thêm chi tiết về đồ ăn cũng như nước uống ở quán Em Sài Gòn nha cả nhà. Thành ra mấy anh chị mình đi làm cần ly cà phê uống ban buổi sáng cho tỉnh táo, hoặc là một cái bánh bao, một cái bánh mì để mà có một cái bữa sáng ngon lành mà nhanh chóng đến sở làm, thì tụi em ở đây đáp ứng được đầy đủ hết. Bánh bao bánh mì của tụi em là bánh bao bánh mì Thiêm Hưng. Thì ở Houston này thì mọi người đều biết là em là chủ của tiệm bánh bao bánh mì Thiêm Hưng ở ngay đường Cúc với Bel Air, cho nên là ngay đây, ngay Em Sài Gòn 10839 Bel Air Boulevard, lúc nào cũng có bánh mì, bánh mì que, bánh mì Việt Nam đặc biệt, bánh bao đủ loại, rất là ngon. Dạ. Ngoài những cái món đó, tụi em có trà sữa đặc biệt nấu kiểu Việt Nam, không có phải là nấu kiểu Đài Loan, rất là thơm ngon, hợp khẩu vị người Việt mình. Em có trà sữa jasmine, trà sữa Thái, trà sữa matcha, trà sữa trân châu, trà sữa kem trứng, và các đặc biệt ở đây có các loại trà mà tụi em được khách order và yêu thích nhất là trà thảo dược detox, trong đó có gừng, có xả, có những cái loại thảo dược thuốc bắc rất là tốt cho sức khỏe. Và nước mát ở đây được nấu đặc biệt, đây em làm nên nước mát. Anh Toàn sẽ uống thử đây, gồm mí lao, rễ chanh, atiso tươi, nấu tươi hàng ngày, không đường, rất là tốt cho sức khỏe. Đây là một trong những best seller của em. Ngoài ra mình có những cái loại mà trà có
trái cây tươi cho khách thích như là trà dứa ô mai, trà quế, cam táo và các loại sinh tố điển hình như sinh tố đào, sinh tố dâu, sinh tố blueberry, strawberry, sinh tố dừa khoai môn rất ngon, sinh tố sầu riêng, sinh tố bơ, đặc biệt bơ sầu riêng dọc cực kỳ ngon. Và nếu mà mình muốn cái gì spicy thì em có gọi là spiciness, là nó có thơm và dừa và nó có giống như xí muội vậy đó. Mùa hè này uống vô rất là đã khác. Các món ăn nhẹ ở đây để mình ăn uống ngon rồi mình phải có đồ ăn ngon nữa, vì em muốn khách tới đây là one stop shop, mình ăn ngon, mình uống ngon, mình relax, mình nghe nhạc. Thì có bánh bèo nhân ướt kiểu Đà Nẵng rất ngon, bánh bèo, bánh xèo Sài Gòn, bánh xèo ngon, giòn, rất là thơm. Có xôi mặn rất ngon. Và đặc biệt tụi em chuyên về bắp, tại vì chính em là người nhập bắp nếp từ Việt Nam qua, tuyển chọn từ cái trang trại bắp tốt nhất, hàng organic và dẻo rất thơm. Thì em có bắp hấp lá dứa, bắp xào mỡ hành, bắp xào tép, bắp nướng mỡ hành, coi như everything mà bắp ngon là anh chị cứ tới tiệm này 10839 Bel Air. Đặc biệt có chả giò tôm thịt, gỏi cuốn, bì cuốn, mực chiên giò, popcorn chicken, tôm chiên, đặc biệt có khoai lang tím Hawaii em chiên giòn sốt, đặc biệt là món best seller mà các bé và người lớn ở đây rất là thích. Khoảng một thời gian ngắn nữa thôi em sẽ mang một cái món mà mọi người rất là yêu thích ở Houston. Món này rất là danh tiếng của Thiêm Hưng là bò né Thiêm Hưng, sẽ quay lại đây, sẽ ở trong tiệm này phục vụ cho cái nhu cầu thưởng thức món ngon của mọi người vài tuần nữa thôi. Dạ, em mời mọi người thưởng thức. Sẽ thêm rất là nhiều món, có bánh ướt, có bánh cống. Và đặc biệt em sẽ trân trọng giới thiệu mọi người tới thử các món chè, chè nóng, chè lạnh, trên các mấy chục loại chè luôn. Chè phải đúng hương vị Việt Nam, đúng hương vị miền Tây em mới chịu đó. Và đặc biệt buổi tối thứ 6, thứ 7, chủ nhật từ 7 giờ tối tới 11 giờ đêm ở tiệm có chơi nhạc sống One Man Band, mọi người cùng nhau hát, cùng nhau xả stress, mình thư giãn, mình ăn ngon, uống ngon, nghe nhạc, tâm sự, trò chuyện với nhau rất là đông vui. Cho nên là em mời mọi người buổi tối, đặc biệt là anh Tàng sẽ tới đây một buổi tối một ngày gần đây để mà chung vui với tiệm những buổi tối cuối tuần thật là thư giãn. Mình kính mời mọi người, các anh chị và gia đình chúng ta đến thưởng thức các món ngon, các món nước ngon, các món đồ ăn ngon ở tiệm Em Sài Gòn. Hot Pot Ice Cream cũ tọa lạc ở địa chỉ 10839 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Rồi, em cảm ơn chị nha. Ở đây là cái bò né của mình đến đây. Ở đây là bò né trứng ha. Còn này là bò né xi mại. Ok. Cảm ơn. Ok, cái này là phần cải đây. Wow, đây là bò né nha cả nhà, bò né trứng. Cả nhà đừng thấy hấp dẫn không? Đây là bò né trứng đây. Còn này là bò né xí mại. Hello cả nhà, thì bây giờ Toàn đến quán Em Sài Gòn. Thì Toàn đến quán Em Sài Gòn cũng một vài lần rồi. Thì Toàn có ăn bánh xèo, bánh khọt, rồi xôi, rồi bánh mì que đó. Thì ở đây những cái món đó Toàn đã ăn rồi thì rất là ngon đó. Thì ngày hôm nay Toàn được biết ở quán Em Sài Gòn có bán bò né đó. Thì ngày hôm nay Toàn với anh bạn đi làm về thì ghé ngang đây ăn buổi tối đó, thì cũng sẵn review cho cả nhà biết bò né ở đây nó như thế nào, ngon hay dở thì một hồi Toàn sẽ cho cả nhà biết nha. Thì bây giờ trên bàn của Toàn đây là bò né trứng nha cả nhà đó, cùng với một ổ bánh mì, một ly nước. Còn đây là một ly nước, ổ bánh mì, và bên này là bò né xí mại đó. Thì cả nhà đương thấy đây, thì một phần của nó gồm một ổ bánh mì bò né và một phần rau đó. Rồi gồm có giống như là
ba tê đó để mình chấm với bánh mì đó. Thì bây giờ cộng mời cả nhà cùng với anh em của Toàn thưởng thức món bò né nha cả nhà. Hello anh Tài, thì hôm nay thì hôm nay là lần em nghĩ là lần đầu tiên anh tới cái quán em Sài Gòn này, thì trước mắt anh bước vào thấy cái khung cảnh không gian này như thế nào trong quán? Không, tổng quát mà nói thì đây cảnh rất là đẹp, chứ ở ngoài đường nhìn cảnh xe chạy rồi ha, quán xá thì cũng sạch sẽ, thoáng mát rồi kia, ăn uống chắc cũng là nơi lý tưởng rồi. Dạ. Đó thì trong cái quán này cả nhà đương thấy rất là đẹp, nó rất là hiện đại, đó, rất là đẹp. Đó. Thì đây là vào cái buổi chiều, đó. Thì chắc một hồi mình ăn quay ngoài đường là xe chạy cũng, đó. Cũng đẹp, khung cảnh. Dạ, khung cảnh ngoài đường này, đó, cũng rất là đẹp. Thì hiện tại bây giờ anh em đương ngồi là khoảng 6 giờ, đó. Thì một hồi sẽ có hát cho nhau nghe. Ở tuần trước hồi nãy lúc Toàn mới vừa quay thì khi ăn xong chắc cũng gần 7 giờ thì anh em sẽ chờ chút xíu ra đó thì quay cho cả nhà biết cái khung cảnh ở ngoài á, là anh chị em sẽ mua nước hoặc mua đồ ăn ngồi ở ngoài vào buổi chiều tối, nó bắt đầu hát cho nhau nghe từ lúc 7 giờ chiều tới 7 giờ tối tới lúc 11 giờ tối. À, thì một hồi Toàn sẽ quay cái khung cảnh đó cho cả nhà xem như thế nào. Nếu mà cả nhà cảm thấy thích thì cả nhà tới đây ủng hộ cho quán một ly nước mát hay là một món gì đó mà cả nhà thích, ngồi hay rồi có thể hát cho nhau nghe. À, hoặc là mình nghe người ta hát, anh chị em hát cũng được, không sao hết. Ok, thì bây giờ Toàn với anh bạn mời cả nhà cùng thưởng thức món bò né nha cả nhà. Ok, mời anh. Anh thử miếng cái gì đây, bò né của anh là bò né nó xé xíu đúng không? Đúng rồi, xí mại. Đây rồi, anh em kêu hai ly nước mát đây. Đó, hai ly nước mát đây, có một phần của nó là xí mại nè, rau nè, và cái pate. Pate với bơ. Còn phía bên mình đây là bò né trứng nha nha. Đó, bò né trứng. Đó. Bò bánh mì. Rồi mọi người dùng ngang. Ok. Mời anh Toàn dùng. Rồi mời anh. Rồi, anh ăn thử trước đi, em review anh thứ này. Cái thịt bò hả? Thịt mềm. Bò mềm ha? Ngon. Ăn chung với rau ngon. Ăn chung rau ngon à. Rồi bây giờ anh ăn cái pate ha? Xí mại. Xí mại. Anh ăn cái xí mại. Ok. Cái mặn ngon ha. Tới phiên mình ăn đây. Đó. Dạ. Rồi tổng bày cả nhà nha. Đây là cái phần của Toàn là bò né trứng, trứng gà. Ở trên bàn của Toàn là bò né trứng gà, cái bánh mì và một cái dĩa xà lách. Đó, còn này pate. Rồi bây giờ Toàn thử cái
bò né trước nha. Wow, ở đây á, bò rất là mềm nha cả nhà. Rồi, để Toàn ăn ra miếng salad thử. Ok, thì anh Tài, em thấy anh ăn xong rồi đó. Thì anh cho em một ý kiến ở quán em Sài Gòn này. Anh ăn bò né, anh cảm nhận như thế nào? Cái miếng thịt bò mình cắn vô thì nó cũng được mềm, cũng có mùi thơm của xíu mại. Thì đây là bò né với chung với xíu mại nè. Mình ăn hai món chung vô nó hòa quyện với nhau, với kèm theo rau nữa, ăn rất là ngon, mời mọi người thưởng thức nha, rất là ngon. Thì anh bạn anh cũng mới dặn xong thì anh thấy cái bò này ở quán em Sài Gòn này rất là ngon. Thì mình cũng vậy, mình cũng mới vừa ăn xong bò né trứng. Thì cảm nhận của mình thì mình cũng thấy đây là bán rất là ngon nha cả nhà. Đây là cái khung cảnh của cái quán đi. Đó, còn quay lại đó, cái nhà thấy rất là đông đó, rất là đông khách đó. Thì đây vào cuối tuần chiều thứ sáu, chiều thứ bảy và chủ nhật từ 7 giờ tối tới 11 giờ tối có hát cho nhau nghe nha cả nhà. Thì hôm nay là cái ngày cuối tuần đó, hai anh em tới đây ăn xong thì hồi ra hát karaoke hoặc hát cho nhau nghe nha cả nhà. Đây bây giờ 6 giờ mấy cũng chuẩn bị thôi đó, thì bây giờ hát cho nhau nghe thì ở ngoài này đó. Một hồi One Man Band đi tới sẽ đem đàn kia tới, thì sắp tối khoảng 7 giờ thì mình sẽ ra ngoài mình quay thêm cho cả nhà xem nha. Các bạn, các anh chị tới tiệm The Hot Pot Ice Cream thì tuần sau là em sẽ đổi tên tiệm chính thức là em Sài Gòn, đó là cái địa chỉ 10839 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77042, ngay góc đường Wilcrest and Bel-Air, kế bên quận Kim Sơn. Thì thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật từ 7 giờ tối cho đến 11 giờ tối là mình sẽ có chương trình ca nhạc, nhạc sống, cùng ông vui như vậy đây. Ok vậy. Chị tới nha.